Vừa rồi là mình quay cái đoạn video chỗ công nhân của mình đang cắt cỏ bằng cái chiếc máy Mitsubishi TL33 dùng cái cước gai như này. Đây vừa mình cắt ra một đoạn 2 mét để lắp vào cái bát cước. Cái loại cước này thì cực kỳ dai, chắc chắn, cắt rất là ngọt. Như các bạn vừa ấy thấy là cắt những cái cỏ mần trầu, mà cỏ mần trầu này rất là già rồi. Những cái thân cây cỏ mần trầu này là nó già rồi, nhưng mà cắt đứt hết nhá, vụn hết. Nam lần lượt đến đâu hết đến đấy. Đây, ra cắt cái chỗ đám cỏ dày này. Chiếc máy Mitsubishi TL33 sử dụng để cái này lấy này, dây đeo hai vai nhá, dùng cước gai vừa lấy mình giới thiệu. Đây là bát cước mình chế lại. Cước gai rất là bền. Đây là cước gai của Trung Quốc cực rẻ, nhưng mà chất lượng thì không thua cước Pháp là mấy đâu. Chiếc máy cắt cỏ này là thuộc dạng là tập trung, chủ sử dụng cho nhu cầu cắt cỏ gia đình. Thank you.
anh bảo giảm ga đi, anh bảo cắt ga ở mức độ vừa phải thôi, không cần phải ga mạnh quá là dồ máy lên. Và cái thứ hai là nia không nia nhanh như thế, nia chậm nhưng mà nia một lượt thôi, đến đâu là sạch đến đấy, xong là mình xem là không nia lại đấy, thì nó sẽ giảm thời gian cắt của mình đi, mình chỉ cần nia một lần là sạch đấy. Chứ đừng di nhanh quá nó chưa cắt được đứt hết cỏ xong mình lại phải quay lại thì nó sẽ tốn lần cắt của mình ra. Cái này là sao? Nó tụt ra đi. Ừ đấy, buộc lại. Đấy này.